Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Second News. Một chiến thắng bất ngờ của Donald Trump đang diễn ra. Kính thưa quý vị, cũng giống như năm 2016, càng tới giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử, chúng ta lại tự tin rằng Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng một lần nữa. Mới đây, ông Tom Del Beccaro, một tác giả, diễn giả nổi tiếng và là một cựu chủ tịch đảng Cộng hòa California, thông qua một bài viết đã làm cho những người yêu mến Tổng thống Trump có một cái nhìn tự tin và yên tâm hơn khi ngày bầu cử đã sát gần. Khi ngày 3 tháng 11 đến gần, nhiều nhà tiên lượng đang cố gắng thuyết phục người Mỹ rằng cựu phó tổng thống Joe Biden là một chìa khóa để giành được chức tổng thống. Tất nhiên, họ cũng nói như vậy về cơ hội của Hillary Clinton vào năm 2016 và nó đã không thành hiện thực. Cũng giống như năm 2016, những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, đa số mọi người cho rằng tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng một lần nữa. Dưới đây là 10 trong số những lý do chính xác để nhận định điều đó một đăng ký cử tri ở bang Pennsylvania. Các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ do cử tri đoàn quyết định như Tổng thống Trump và Joe Biden đều biết. Năm 2016, Pennsylvania và 20 phiếu bầu của đại cử tri đoàn là chìa khóa cho chiến thắng của Donald Trump. Tổng thống Trump đã thắng ở Pennsylvania tới 44.292 lá phiếu trong số gần 6 triệu. Tháng 11 năm đó, Đảng dân chủ có lợi thế đăng ký cử tri gần 900.000 so với Đảng Cộng hòa, con số đó hiện đã giảm xuống còn 700.000 lượt đăng ký và đã thu hẹp xuống còn 100.000 trong năm ngoái. Không ai có thể nói một cách hợp lý rằng điều đó cải thiện cơ hội giành chiến thắng của Đảng dân chủ vào năm 2020. Hai, số cử tri bầu ở bang Florida cũng vậy. Năm 2008, Đảng dân chủ nắm giữ lợi thế gần 700.000 lượt cử tri đăng ký và Barack Obama đã mang về cho bang 236.148 phiếu bầu. Đến năm 2012, lợi thế đó giảm xuống còn 558.272 lượt đăng ký và Obama đã giành được 74.309 phiếu bầu. Năm 2016, đảng Dân Chủ của lợi thế đăng ký 327.483 và Tổng thống Donald Trump đã mang về cho bang 112.991 phiếu bầu. Giờ đây, lợi thế đăng ký cử tri của đảng Dân Chủ giảm gần 200.000 xuống chỉ còn dẫn đầu 134.242 mà Politico gọi là mức thấp lịch sử. Rõ ràng, phong trào đối với đảng Cộng Hòa là niềm tốt cho Tổng thống. 3. Người Latin bầu cho Tổng thống Trump Tổng thống Donald Trump cũng có thể nhận được mức độ ủng hộ lịch sử từ các cử tri Latino vào năm 2020. Tại Florida, một cuộc thăm dò của NBC Maris, các con số chỉ ra rằng Tổng thống Trump dẫn đầu trong số những người Latin từ 50% đến 46% so với Joe Biden, trong khi vào năm 2016, Hillary Clinton đã giành chiến thắng trong số những người Latin ở Florida với 62%, 35% so với của Tổng thống Trump. Đó sẽ là một sự dao động 15% đối với Tổng thống Trump nếu nó được tổ chức vào ngày bầu cử. Sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa Joe Biden và Donald Trump, một cuộc thăm dò của Telemundo cho thấy Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận áp đảo 66% đến 34%. Các cuộc thăm dò trên phương tiện truyền thông Snap có xu hướng phản ánh tình cảm của người xem. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi khán giả CNN cho thấy rằng Joe Biden đã thắng trong cuộc tranh luận việc người xem Telemundo dứt khoát chọn Donald Trump là người chiến thắng cùng với các cuộc thăm dò như những cuộc thăm dò được trích dẫn trên ở Florida, chứng tỏ Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ cao nhất từ trước đến nay của người Latin so với bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào của đảng Cộng hòa. 4. Người Mỹ gốc Phi đối với Donald Trump vào tháng 9, theo cuộc thăm dò được thực hiện bởi Rasmussen, tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống Trump trong số những người Mỹ gốc Phi đạt 45%. Hãy nhớ rằng, Tổng thống Trump chỉ nhận được 8% số phiếu của người da đen vào năm 2016. Nếu Tổng thống Trump chỉ nhận được 16% số phiếu của người da đen vào tháng 11 này, chứ đừng nói đến một con số thậm chí cao hơn, điều đó sẽ bảo đảm tất cả các bang như Michigan sẽ bầu cho Tổng thống Trump. 5. Đặt giá thầu công cụ tăng thuế những ứng cử viên hứa hẹn tăng thuế hoặc có lịch sử ủng hộ việc tăng thuế có xu hướng thua cuộc so với những người thúc đẩy các giảm thuế. Tổng thống Jimmy Carter thua người thách thức Ronald Reagan. Walter Mondale thua Tổng thống Reagan. Michael Michael Dukakis thua Bush. Và sau đó Bush tái đắc cử sau khi việc tăng thuế trở thành hiện thực. Bush con đã đánh bại O'Rourke và sau đó là John Kerry. Barack Obama hứa sẽ giảm thuế và ông đã đánh bại John McCain, người không phải là người cắt giảm thuế. Rõ ràng Tổng thống Trump đã đề nghị cắt giảm thuế trong khi chống lại và đánh bại Hillary. Mặt khác, Joe Biden đang thúc đẩy đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử, lợi thế thuộc về Tổng thống Trump. 6. Các vấn đề về sự nhiệt tình Như New York Post đã cảnh báo, chỉ 46% cử tri Biden trong một cuộc thăm dò gần đây của Bill nói rằng họ ủng hộ mạnh mẽ ông ấy so với 66% của cơ sở cho Tổng thống Trump đó là khoảng cách 20%. Năm 2016, Tổng thống Trump chỉ có khoảng cách 13 điểm so với bà Hillary, mức tăng 7% đó là niềm báo tốt cho Donald Trump, không phải cho Joe Biden. 7. Bỏ phiếu sớm ở Michigan, Wisconsin và Ohio Cuộc thăm dò quốc gia từ Bill Research chỉ ra rằng 55% cử tri dự định bỏ phiếu trực tiếp trước ngày bầu cử ủng hộ cho Joe Biden so với 40% ủng hộ Tổng thống Trump. Tuy nhiên, tại các bang chiến trường quan trọng như Michigan, Ohio và Wisconsin, cuộc bỏ phiếu sớm cho thấy rằng những người theo Đảng Cộng hòa đã đăng ký đang trả lại phiếu bầu với tỷ lệ tương đồng với những người thuộc Đảng Dân chủ đã đăng ký, thậm chí còn ở Michigan, việc trả lại phiếu bầu Đảng Dân chủ tăng 2% ở Wisconsin và Đảng Cộng hòa tăng 2% ở Ohio. 8. Cử tri Hoa Kỳ hài lòng hơn vào năm 2020 so với năm 2016. Một cuộc thăm dò mới của Gallup cho thấy 56% người Mỹ nói rằng họ hiện đang khá giả hơn so với cách đây 4 năm, đó cũng có thể là lời kể trong trường hợp này vì chỉ 4 năm trước đây đã đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ Phó Tổng thống Biden. Tại sao cử tri lại quay lại Joe Biden nếu bây giờ họ hạnh phúc hơn so với khi ông còn đương chức? Chính nhận dạng đảng. Theo Gallup, vào cuối tháng 9, khi công ty bỏ phiếu hỏi cử tri câu hỏi này, trong chính trị cho đến ngày hôm nay bạn tự coi mình là đảng viên cộng hòa, đảng dân chủ hay độc lập. Câu trả lời trở lại như sau, 28% cho biết đảng cộng hòa, 27% nói đảng dân chủ và 42% nói độc lập. Điều đó rất có ý nghĩa vì nhiều cuộc thăm dò cho thấy Joe Biden dẫn đầu dường như lấy mẫu nhiều đảng viên đảng Dân Chủ hơn đảng Cộng Hòa, đôi khi chênh lệch rất lớn. Ngoài ra, vào năm 2016, Gallup đã có đảng Dân Chủ tăng 27% lên 32%, nhưng chúng ta đã, chúng ta đã biết Tổng thống Trump vẫn thắng. 10. Đại đa số cử tri Mỹ cho rằng Donald Trump sẽ chiến thắng trong thời đại donald trump đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc liệu những người ủng hộ tổng thống trump có cảm thấy thoải mái khi nói với những người thăm dò rằng họ đang ủng hộ cuộc tái đắc cử của tổng thống hay không một số chuyên gia chỉ ra rằng các cuộc dò hỏi từ cử tri mà họ tin rằng sẽ thắng cử là một dấu hiệu trung thực hơn về sự ủng hộ của ứng cử viên một lần nữa, điều này báo hiệu tốt cho Tổng thống Trump khi cuộc thăm dò của lớp cho thấy chỉ có 40% người Mỹ nghĩ rằng Joe Biden sẽ thắng cử, 56% dự đoán một chiến thắng của Donald Trump. Một lợi thế rất lớn nữa là việc ngay vào thời điểm nhạy cảm này, Tổng thống Trump đã tung miếng đánh chí tử vào Joe Biden và Đảng Dân chủ khi cho bạch hóa hết những thông tin email liên quan đến nhiều vụ bê bối của gia đình Biden và việc Joe Biden đã phải đi trốn trước những thông tin này đã làm cho dân Mỹ lo lắng. Còn 15 ngày nữa đã đến cuộc bầu cử tổng thống, tổng thống Trump đang băng qua nước Mỹ với tốc độ chóng mặt, trong khi Joe Biden mất tích một cách bí mật. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử tranh cử tổng thống, chỉ có 15 ngày thì đến ngày bầu cử. Joe Biden quyết định nghỉ 4 ngày, rồi ông ta chỉ làm việc một ngày và sau đó nghỉ thêm 4 ngày nữa. Joe Biden không vận động tranh cử, ông ấy hầu như không tổ chức bất kỳ sự kiện nào cả. Chiến dịch tranh cử của Joe Biden không có sự kiện công khai nào được lên lịch cho 3 ngày tới điều đáng quan tâm nhất là ngay cả vào thời điểm cuối của chiến dịch tranh cử joe biden vẫn chưa trả lời chính xác những gì ông biết về việc kinh doanh trục lợi có vẻ phi pháp ở nước ngoài của hunter biden mặc dù có nhiều tuyên bố chính thức và không chính thức chiến dịch tranh cử biden chưa bao giờ một lần phủ nhận trực tiếp và dứt khoát rằng hunter biden không làm ăn phi pháp các email mới mà Fort thu được nêu chi tiết về một thỏa thuận kinh doanh với một công ty năng lượng Trung Quốc có đề cập đến một người được gọi là H, có lẽ là Hunter, và một ông lớn mà các nguồn tin đã xác nhận chính là Joe Biden. Joe Biden, bây giờ ông phải trả lời một câu hỏi rất đơn giản. Có phải ông là ông lớn trong email không? ông có sở hữu một số vốn đầu tư lớn trong một quỹ đầu tư mà Trung Quốc dành cho ông không? Có phải đó là lý do tại sao ông không muốn ủng hộ lệnh cấm du lịch để ngăn chặn virus Vũ Hán từ Trung Quốc và ông còn gọi việc ngăn chặn du lịch là điên loạn, bài ngoại và sợ hãi? Nếu đáng mặc một ứng cử viên tổng thống thì phải trả lời rõ ràng trước toàn dân thiên hạ những câu hỏi trên. Còn đảng Dân Chủ muốn dùng những âm mưu để cướp phiếu bầu cho Joe Biden thì người dân Mỹ cũng không để yên cho cái đảng thối thà này. Vì vậy, câu hỏi ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, các quý vị cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, bằng chứng mạnh mẽ hơn về vị trí của tình cảm cử tri được đưa vào những lý do ở trên. Vì vậy, thực tế là đảng Cộng Hòa đã thực hiện chiến dịch gõ cửa ở các bang quan trọng trong khi đảng Dân Chủ chỉ mới bắt đầu làm như vậy. Tất cả những điều này cho thấy Tổng thống Trump có thể gây bất ngờ cho những người nghi ngờ của mình vào ngày 3 tháng 11 và giành chiến thắng một lần nữa, và chiến thắng này còn vẻ vang hơn cả năm 2016. Trên đây là bài viết của Tom Dobescaro, là một tác giả diễn giả nổi tiếng và là cựu chủ tịch đảng Cộng hòa California. Người đã có thâm niên trong việc nghiên cứu các cuộc bầu cử Mỹ. Hy vọng quý vị sẽ phần nào yên tâm trước những thông tin hữu ích này. Chúng ta cùng thêm lời cầu nguyện cho Tổng thống Trump và các cộng sự của ông sẽ đứng vững trước những âm mưu trò bẩn của đảng Dân Chủ. Và tin tưởng một chiến thắng nữa sẽ đến với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa chính nghĩa sẽ luôn thắng gian tà. Và đến đây, bản tin của kênh Little Sugar cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.